Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này thì em tiếp tục lại test hàng cho khách, thì tiện thể em lại test nhạc nên cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem lại. Con bát NG25 từ 170 côi 65. Mà con này cho tiếng đánh cực kỳ là tốt về độ sáng tiếng, và gân là gân vải anh em nhá, gân vải màng giấy. Con này cho tiếng đánh rất căng và uy lực. Các bác lắp mà nằm nó full full đơn ấy, thì cực kỳ là tuyệt vời vì nó tiếng trống nó căng. Còn nói về tiếng trống căng thôi thì còn bảo nó sâu thì không sâu được như gân mút anh em nhé. Và cái giá của nó là bây giờ là cửa hàng em đang bán ra là 1.500.000 đồng một đôi và được bao ship toàn quốc. Để em test một đoạn để cho anh em mình nghe thử xem với cái giá thành như này thì có chấp nhận được không. Ở đây em sẽ bật mấy cái điều khiển này, em sẽ bật luôn, em để viên xốp vào kia rồi nhá, để anh em mình xem luôn nó đánh. Đã đấu một cái thôi nha anh em nhá. Dạ vâng, và em mới test qua một đoạn nhạc mạng anh em nghe và đánh giá chất lượng của nó. Và em xin phép được nhắc lại là giá bán của cặp bát này là 1.500.000 đồng và được có bao ship toàn quốc. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.